Con trai cưng của mẹ, mẹ đã về rồi đây. Mẹ, con chào mẹ. Thế mẹ. Anh đâu? Anh kia mẹ kìa. Mẹ về rồi à? Con chào mẹ. Con trai cưng ơi, mẹ có quà cho con đây này. Đây, nhiều quà lắm nhá. Đấy, thao mở ăn đi nhá. Wow, nhiều đồ ngon đấy hả mẹ? Ôi, có của con không mẹ? Ui giời ơi, con nhìn con xem ăn uống gì nữa mà suốt ngày tranh với anh. Con nhìn anh kia kìa, anh nhìn đói hòm đòm hem kia kìa. Đói rồi. Khi nào cũng đòi ăn, đòi ăn. Cái này là mẹ chỉ mua cho anh thôi, không cho con đâu. Anh 70 cân rồi còn bảo đói hòm, đói hem. 70 cân nhưng mà là con trai cưng của mẹ. Còn con ấy, xuống mà dọn nhà đi. Chưa gì đã chạy tòng tóc tòng tóc ra để xem có cái gì để đòi lấy rồi. Lúc nào cũng chỉ có anh. Mẹ lúc nào cũng chỉ có con trai thôi. Nào nhá, liệu thần hồn. Con trai cưng ơi, đây, mẹ có quà cho con này. Đấy, con nhìn thấy chưa? Gà đẻ trứng đấy, kẹo nổ đấy con ạ. À. Đấy, toàn đồ là con thích rồi, cả bên này nữa nhá. Nhờ mẹ nhắc lại nhá, đừng có mà cho em con biết chưa. Em con là không ăn được cái này đâu. Chỉ có con vàng, con bạc của mẹ mới được ăn thôi, biết chưa? Con cảm ơn mẹ. Wow, lần đầu tiên con thấy con gà to như thế này. Mà ở trong có bao nhiêu trứng như thế này, có cả kẹo nổ nữa. Như thế này ăn đến bao giờ mới hết được. Lần trước mẹ mua chỉ có được mỗi một quả trứng bé tí tí này thôi. Lần này thao mà ăn rồi mẹ. Con ăn đi cho mau lớn nhá. Hôm nay mẹ bù đấy biết chưa. Mẹ có việc đi hơi lâu. Vâng ạ. Mà lần sau mẹ mà đi đâu ấy thì mẹ cho con đi với nhá. Con ở nhà con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ ơi là nhớ luôn. Hằng ơi, nhanh dọn cơm cho con. Vâng ạ. Mẹ đợi con một tí. Bao giờ con xong thì con gọi mẹ ạ. Mẹ vào ngủ mới giấc đây. Bao giờ có cơm thì gọi mẹ biết chưa. Bao nhiêu gà to như thế này. Ui, có cả tôm hùm nữa này. Đợt trước các bạn có, các bạn không cho mình nhá. Không cho thì thôi. Làm con cưng của mẹ, thích cái gì là mẹ mua cho hết. Bao nhiêu đồ như thế này cơ mà. Anh thì sướng rồi. Làm con trai cưng của mẹ, mẹ chiều từ A đến Z, trả bù cho đứa con gái như em. Phải làm bao nhiêu việc, đồ thì chả mua cho cái nào. Ôi giời ơi, em cứ chịu khó đi. Làm đi, sau này đi lấy chồng còn biết làm chứ. Anh là con trai cưng của mẹ, anh bây giờ ăn rồi hưởng thụ thôi. Còn sau này lấy vợ về, vợ làm hết. Vợ làm hết Đến lúc đấy sang nhà bố vợ không biết làm gì bố vợ đuổi về luôn. Ôi giời ơi, nếu mà sang đây bỏ thịt gà, anh mua hẳn con gà để trứng này sang, để cả vào mâm này thế là ăn luôn. Ôi giời ơi, anh nghĩ ai cũng thích ăn con gà để trứng này giống anh chắc. Ô thế em có thích ăn không? Thì có. Ôi giời ơi, biết ngay mà. Thế đã làm hết việc chưa? Không tí ra mẹ mắng, mẹ oánh, mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn đấy. Thì em chỉ còn mỗi 6 năm nữa thôi. Bao giờ mẹ ngủ gần dậy thì em sao? Bây giờ anh bóc cái con gà để trứng này ra cho em xem là bên trong có gì nhá. Chắc là em chưa bao giờ em xem được ở bên trong là có gì đâu phải không? Cho em xem một tí. Ok, đấy cho nó xem. Wow. Đấy rồi, còn có cả tôm hùm đây này, thấy chưa? Đâu xem nào. Anh sướng thật đấy. Mẹ mua cho bao nhiêu đồ. Gà để trứng này, nhìn này anh này. Ở trong ruột của nó có bao nhiêu quả trứng đây này. Như là trứng đang rán luôn đây. Bên này thì là tôm hùm thật luôn này. Wow, công nhận anh sướng nhất của đất luôn đấy nha. Ước gì em cũng là con trai, chắc là mẹ cũng chiều giống như anh ấy nhở. Ui giời ơi, đâu, để anh xem nào. Cái gì? Mà đây, anh cắt tóc ngắn lên đây cho. Không, em không thích đâu. Thế... em là con gái mà chứ không phải con trai đâu. Thế còn bảo là em muốn cái gì cũng muốn mẹ mua cho, cái gì cũng muốn ăn. Thế bây giờ cắt tóc ngắn đi, biến thành con trai là mẹ không mua cho hết. Thì bây giờ mẹ không mua cho em thì anh cho em ăn nha. Anh là tốt bụng nhất luôn. Được rồi, để anh mở ra xem ở trong có gì giống anh hết cho. Vâng ạ. Uầy, kể ra mẹ chỉ chiều mỗi anh thôi. Thế mà bây giờ còn có người kiểu là thích con trai hơn con gái anh nhờ. Anh cũng chả biết được, nhưng mà mẹ cứ gọi anh là con cưng nên là anh cũng thích thôi. Ui em nhìn đây này. Ơi nhìn thấy chưa, anh cho gà để trứng này. Wow, nhiều chưa. Để anh đếm xem được bao nhiêu quả trứng nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8,
Uầy, 10 quả trứng nha. Uầy, anh ơi, tha hồ mà ăn nhở. Ừ. Bình thường á, con gà mái nhà mình á, đẻ có một ngày một quả trứng thôi, mà con gà này á, đẻ 10 quả một lúc gà này luôn. Đẻ 10 quả. Đây, 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 em thích ăn bao nhiêu quả thì em lấy. Thật á? Ừ. Wow. Không, có 5 cái thì cứ để đây, bao giờ hai anh em ăn thì ra ăn cùng luôn. Wow, này, cái này là thịt trứng anh ạ. À. Đấy, anh bóc ra nhá. Đây này, em này, phải bóc theo anh này, bóc ra. Bóc xong rồi, ra. Ở đây có nước. Ngon không anh? Ừ, ngon, đó. Thơm. Xong rồi em đổ vào cái khay này này. Vâng. Đó, đổ chưa? Nhanh nhìn hút đi, thấy hết nước chưa? Ừ. Đấy, nhìn thấy chưa, nhìn đây này, đấy, ở trong này nhá. Công nhận là ngon thật anh ạ. Mẹ em lúc nào cũng mua đồ ngon cho anh ơi. Đây, đổ vào đây, đổ vào đây. Đổ vào, đây, đổ vào đây. Cái chảo. Đúng giống rồi. Như kiểu là đang rán trứng ấy. Ừ. Đây. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ cho hạt nổ vào nhá. Cho hạt nổ. Đây, ôi. Em nghe thấy kêu xẹt xẹt chưa? Anh ơi, xẹt 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 giống đấy. Như kiểu là... đang rán trứng phải không? Đúng rồi, tiếng đầu mỡ ấy. Để một tí nữa, wow. Nó chín xong là mình ăn luôn. Của em chín chưa? Của em chín chưa? Chín rồi anh ơi. Ok, ăn đi thôi, mình ăn đi thôi. Em mời anh nhá. Ờ, em ăn đi. Thổi không bỏng anh ạ. Nó đang nó xèo 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 cái kìa. Ngon quá anh ơi. Em nghe cái kẹo nổ nó nổ đẹt 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 ở bên trong đấy nhở. Đúng rồi. Ngon nhở. Ngon quá. Em ăn xong cái này đi. Tí muốn ăn cái tôm hùm này thì em bóc đi. Em bóc á? Đi chơi. Em bóc. Ai bóc cả giống nhau. Thích ăn cái gì thì bóc hết. Đây bên này còn đây nè. Đây còn hai cái này nữa. Đấy thích ăn thì bóc. Anh chia sẻ với em luôn à? Có gì đâu. Là mẹ lại mắng đấy. Ôi giời ơi, mẹ mắng gì bảo anh cho là được. Em bóc thật nhá. Bóc đi, phải ngại đấy nhỉ. Đây, bim bim. Anh ơi, thơm lắm luôn á. Nhưng mà bên trong không có con tôm hùm nào cả. Chỉ có bim bim thôi. Eo ơi, thế mà ở ngoài nhìn con tôm hùm to như thế này mà sao nó không giống nhỉ? Thà nó cứ có hình giống đấy cũng được nhỉ. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Nhưng mà ăn cũng ngon. Em ăn đi, cứ để đây ăn thoải mái nhá. Vâng ạ. Ngon thật đấy. Cứ ngồi đấy ăn nhá. Đợi anh, để anh vào anh lấy điện thoại. Không thì anh đang chơi game mấy thằng bạn. Nà, sao anh ra ăn luôn nhá. Ừ. Ngon quá. Ui, sướng thật. Mẹ mua đống đồ này á, chắc cũng phải nhiều tiền lắm. Anh Hùng thích thật đấy. May quá, anh Hùng chia sẻ cho mình nữa. Không thì những cái đồ này không biết bao giờ mình mới được ăn nữa. Ngon, mình ăn thêm cái nữa nhỉ. Hằng, cơm đã nấu đâu mà ra đây ngồi thế? Con đang định đợi mẹ dậy xong rồi vào xào cho nóng ạ. Ui giời ơi. Cái gì đây? Dạ. Hằng. Dạ. Sao con lại bóc ra ăn hết những cái này của anh hả? Mẹ đã bảo như thế nào những cái này ấy, chứ để cho anh ăn thôi cơ mà. Sao con lại bóc ra ăn như thế này hả? Mẹ ơi, mấy cái này anh bóc đấy, anh bóc xong rồi anh chia cho con nữa. Anh bảo là ăn một mình không hết ạ. Ăn cái gì mà ăn, chắc là tự ý bóc ra gì. Ôi giời ơi, biết ngay mà. Móc móc ở bên này xong rồi đổ hết ra đây ăn trước xong rồi tĩ lại dán vào chứ gì. Không, anh Hùng ăn một cái đây rồi mẹ này. Có mà con ăn hai cái rồi ý nhá. Con nhá, mẹ đã bảo như thế nào rồi. Cái này chỉ để cho anh ăn thôi. Con thì đi xuống nấu cơm thì không nấu. Lại ra đây ngồi mà ăn như thế này. Ôi, lại còn bóc hết cả cái bim bim này nữa. Ôi giời ơi, con á, mẹ phải cho con một trận đòn thì mới chừa. Mẹ, không phải. Ôi giời ơi, mẹ ơi, có chuyện gì mà ồn ào thế? Ôi giời ơi, mấy cái kẹo đấy á, là con cho em Hằng ăn đấy. Cái con ăn một mình làm sao mà hết được. Cho cái gì mà cho. Mẹ đã bảo rồi, những cái đồ này là mẹ chỉ mua cho mình con thôi. Chỉ con cưng của mẹ mới được ăn thôi. Con gái thì làm sao được ăn. Đi ăn những cái đồ ở dưới bếp kia kìa. Giờ lên đây lại ngồi ăn nữa. Nhưng mà một mình thì con ăn làm sao hết được. Con phải chia sẻ với em nữa chứ. Ăn không hết thì để gọn vào hôm sau ăn. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Ui giời ơi, con gái ăn thì những cái đồ như thế này, ăn vào thì về sau này có giúp ích được cái gì cho mẹ không? Hay là đi lấy chồng cái này là mất tiêu luôn. Hả? Con có mà. Có cái gì mà có, để hết vào đi. Cất đi cho anh. Vâng. Những cái này từ sau anh đưa cho không được ăn nữa biết chưa? Ăn bóc hết những cái này, ăn hết thì để vào đây, đưa đây cho mẹ để mẹ cất đi cho. Rõ ràng là anh Hùng bóc cho mình ăn nữa mà.
Sao mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ đổ lỗi cho mình thôi. Con gái thì đã sao? Nếu mà mẹ không thích mình á, thì ngày xưa mẹ đừng có sinh ra mình. Sinh rồi á, bây giờ cũng toàn thiên vị rồi. Trong mắt mẹ chỉ có mỗi con trai túi tiền mẹ đây rồi. Xem ở trong có tiền đúng không nào. Ui, có 1 triệu. Ui xời ơi, 1 triệu này á, con mượn tạm mẹ nha. Con đi chơi với bạn một tí đây ạ. Ý ơ ai đây? Anh làm gì mà lén la lén lút thế hả? Có phải anh đâu. Cầm tiền đi đâu đây? Thì tiền mẹ bảo là đi đóng tiền học tiếng Anh. Thế là anh lấy tiền anh đi đóng trước. Bình thường á, học tiếng Anh của anh mẹ đóng từ đầu năm, đầu khóa luôn. Ui giời, đầu gì đầu, nhưng mà bây giờ cô giáo bảo phải đóng tiền học thêm. Thế là phải đóng tiền học thêm, mất 1 triệu đây này. Khiếp, làm cứ lén la lén lút em tưởng là trộm đấy. Ui, trộm gì mà trộm, anh thì là con cưng của mẹ làm sao mà trộm tiền của mẹ. Đây là mẹ bảo là nếu mà mẹ không về thì là cầm tiền đi đóng cho mẹ luôn. Thế bây giờ anh đi học thì anh đóng tiền luôn. Ok. Ừ, về nhớ đừng bảo mẹ lấy, đừng này, đừng bảo là mẹ là anh lấy tiền nhá. Em cứ biết, bảo là em đóng chịu tiền học anh là được. Em chịu đâu. Ui, tự dưng lại gặp em gái. Thôi kệ đi, đi chơi đã. A few moments later. Hằng ơi, Hằng. Ôi nhỉ, rõ ràng là mình để 1 triệu trong này mà. Hằng đâu rồi, ra đây mẹ bảo nhanh. Dạ, mẹ bảo gì con hả? Con có thấy 1 triệu trong túi này của mẹ không? Con không biết ạ. Mẹ không để ở biết. Đâu? Mẹ nhớ lại xem nào. Ở trong nhà này chỉ có độc mẹ này với con với anh. Thế không ai lấy, mẹ không lấy thì chỉ có mỗi mình con thôi. Thế con có phải con lấy 1 triệu không? À, lúc sáng con thấy anh Hùng bảo là mẹ bảo lấy 1 triệu đấy để đóng tiền học thêm tiếng Anh. Đóng tiền học thêm nào? Chả đóng tiền học thêm nào cả. Nha. À, đừng có mà đổi lỗi cho anh nhá. Hay là con lấy xong lại đổi lỗi cho anh gì? Không. Bởi vì anh là con trai cưng của mẹ, bất kể thích cái gì, thích mua cái gì mẹ đã mua hết rồi, tội gì phải lấy tiền. Con biết đâu được thì anh Hùng bảo thế chứ, con có lấy đâu. Chỉ có con đấy ở trong nhà này, ngoài con nhà không có ai lấy cả. Anh chắc chắn không lấy rồi. Mẹ thì lấy làm gì để trong này, chả nhẽ này đi đổi không cho con. Thì mẹ phải tìm hiểu kỹ đấy chứ, tìm lại biết đâu. Mẹ đợi anh về xong tí hỏi anh xem chứ con không lấy. Đợi cái gì mà đợi, con không nhận lỗi cho gì. Được rồi, mẹ sẽ cho ra khỏi nhà luôn. Mẹ không chấp nhận con gái mà đi lấy trộm tiền của mẹ như thế này được. Đi mẹ, ra ngoài nhanh lên. Con không đi, lấy mà. Đi nhanh lên, đi ra ngoài luôn. Mẹ sẽ không chấp nhận con nữa. Đi ra ngoài nhanh lên. Ơ, mẹ, có chuyện gì đây? Con về đúng lúc lắm. Con nhìn em con xem, lấy tiền của mẹ bây giờ còn không nhận lỗi, lại còn đổ lỗi cho con nữa. Ai, đẻ ra con gái chả có tích sự gì, không biết học ai cái tính ăn trộm ấy nữa. Tiền nào hả mẹ? Thì cái tiền 1 triệu mẹ để trong cái ví kia kìa. Anh ơi, không phải em lấy. Anh bảo đi, lúc sáng em thấy anh lấy 1 triệu mà. Ui giời, mẹ cứ tìm lại đi, tìm lại thêm một lần nữa xem. Chắc gì em đã lấy. Thôi, con không phải banh em nữa. Trong nhà này có 3 người, mẹ không lấy, con không lấy thì chỉ có em lấy thôi. Mà mẹ phải cho một bài học, bây giờ đuổi ra ngoài luôn. Từ nay nhà mình chỉ có đúng một con trai cưng của mẹ thôi. Đi ra ngoài luôn đi, nhanh lên. Không lấy mà mẹ. Không lấy, không phải nhận đi, ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi em đi, tội em ạ. Tiền 1 triệu của mẹ đấy là con lấy đấy mẹ. Con lấy, con đi chơi game cùng bạn bè à? Đấy, mẹ thấy chưa? Anh Hùng nhận lỗi rồi kia kìa. Lúc đầu con đã bảo là con thấy anh Hùng lấy 1 triệu ở trong ví của mẹ để đi nộp tiền tiếng Anh. Mẹ không tin con. Mẹ trong mắt mẹ con chẳng là cái thá gì hết. Lúc nào cũng chỉ có mỗi anh thôi. Thôi mẹ biết rồi. Hùng nhá, lần sau mà lấy cái gì ấy thì phải thông báo cho mẹ chứ. Con làm như thế là mẹ đổ lỗi cho em rồi đấy. Tí nữa thì cho em ra ngoài luôn. Thôi đi, mẹ chắc chắn là tại mẹ. Trong mắt mẹ có bao giờ đặt con ở trong mắt đâu. Thôi, mẹ xin lỗi con. Mọi thứ mẹ cũng chỉ đổ lỗi cho con. Mẹ không tìm hiểu một cái gì hết. Cái đấy là mẹ sai rồi, cho mẹ xin lỗi nhá. Từ bây giờ mẹ sẽ đối xử công bằng ở hai anh em được chưa? Thôi. Sao ai cũng thích con trai, con gái cũng tốt mà.
Mẹ biết rồi, cả hai con đều tốt. Thôi ngoan đi nhá, mẹ xin lỗi nhá. Không, ngoan ghê mẹ. Hùng nhá, lần sau nhá, làm cái gì thì làm, phải bảo với mẹ chứ. Bây giờ con làm như thế, em nó dỗi mẹ rồi kia kìa. Đang yên, đang lành, lại còn đi lấy tiền của mẹ làm gì. Bao nhiêu tiền mẹ cho vẫn chưa đủ à. Con xin lỗi mẹ, từ lần sau con không như thế nữa. À, dám lấy tiền của mẹ đi chơi game, thế mà bảo là đi đóng tiền học tiếng Anh à. Con xin lỗi mẹ, từ lần sau con không thế nữa, mẹ đừng đánh con ạ. Được rồi, đi vào kia làm sập chúng cho mẹ ngay nhá.